Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã trở lại với thế giới của Lico. Hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay thứ mấy? Hôm nay Trung Nhật ha? Bên đó Việt Nam. Hôm nay là ngày sáng đi làm ha. Hôm nay mấy đứa nhỏ nó lại về nội nữa rồi, cho nên lại một mình ên. Hôm nay lười nấu, cho nên order đồ ăn Hàn Quốc. Order mà nó cho công nhận đồ ăn Hàn Quốc nó nhiều cái dĩa nhỏ nhỏ đi chung á. Cho nên mình order có hai món mà tùm lum đồ nè. Cái này là nó đi chung cái mình mua cái hộp súp này, súp tàu hũ với lòng heo, ruột heo á nè, nhìn hấp dẫn ha. Nó đi chung với cái này đấy, ngon. Cái súp đi chung như cái đó. Rồi cái gọi cái tteokbokki tiếng Việt nó là gì ta? Là bánh bột gạo á. Rồi mua loại cay. Nhìn cũng hấp dẫn không kém phần. Này ăn cái này. Nói chung là hầu như nhà ai cũng thích ăn đồ Hàn Quốc á. Order cái này bánh gạo này, thấy mấy cái bánh gạo không, ở dưới nó là chi, cái chi màu trắng á, cái bơ kẹt biết gọi là gì nữa đó. Đi chung với cái dĩa, cái hộp nó bỏ nó đóng hộp hết cho nên giữ nóng rất là tốt luôn. Để bỏ đây đi ăn này. Cũng hoành tráng như chứ bộ. Thôi mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn cái chi, ok. Nay thèm, hôm nay thèm cái súp ruột heo nè. Nó lâu ăn lần. Nó ruột heo nên ăn cũng sợ. Nó cắt nó ruột nào ruột lấy bự vậy ta. Nay trời, mấy bữa nay trời nóng quá, không ban ngày không có muốn đi đâu, không muốn bước ra ngoài đường luôn. Mọi người ăn chung nha. Nó cay đảo. Không biết bên Việt Nam bán đồ Hàn Quốc làm sao. Về Việt Nam bao nhiêu lần mà chưa có cơ hội ăn hưởng. Chắc chắn lần tới sẽ ăn hưởng. Việt Nam có nóng mà bây giờ nóng bao nhiêu độ ta? Hồi nãy đi lấy đồ ăn á, chạy ngang một cái tiệm nó bán đồ Hàn Quốc, mà nó bán không phải giống vậy, nó bán mấy cái hot dog á. Chính giữa nó bỏ chi bơ ở trong á. Nó đông nghẹt luôn, không có chỗ đậu xe mà bên nhìn bên trong nó đông nghẹt, đứng đông nghẹt đó.
Chị nghĩ hiện giờ văn hóa với ẩm thực của Hàn Quốc á, nó ảnh hưởng thế giới chắc là hạng nhất luôn á. Vì những cái phim á, chị nghĩ vậy, từ trong phim ra vậy, món ăn của nó nhìn bắt mắt. Người ta không ăn cay nhưng người ta nhìn vậy thì người ta cũng sẽ thấy khoái. Tabuki kỳ đi, tabuki với bột gạo chi đâu rồi? Ủa, đúng là nó phải có chi mà ta. Nó có bột gạo với chả cá với trứng. Chỗ này làm ngon, chỗ này làm món này ngon, nó không có ngọt quá. Tiếng là ăn giò chả cá ăn trứng nữa rồi. Ui, đã quá. Không những là những cái tiệm Hàn Quốc bán đồ ăn chơi mà những cái nhà hàng Hàn Quốc nó cũng đông nghẹt, đông hình như ở Houston này ban đêm á chủ yếu nhà hàng Tàu với Hàn Quốc. Mỹ thì mình không nói, nhà hàng Mỹ không nói đâu, Mỹ Nhật không nói đâu, nhưng mà nói nốt châu Á, nhà hàng Tàu, nhà hàng Nhật là nó bán hầu như tới khuya luôn á. Nhà hàng Tàu thì nó đóng sớm hơn xíu, mà nhà hàng Nhật chứ đóng sớm hơn xíu, nhà hàng Tàu thì tới 2-3 giờ khuya, nếu mà cuối tuần thì nhằm cuối tuần thì nó đóng 3 giờ sáng nó mới đóng cửa. Việt Nam mình không không có chỗ nào mở đêm ngoại trừ mấy quán nhậu, nhậu mở tới 2 giờ hay là 1-2 tiệm phở hay bún bò Huế vậy thôi. Còn những cái món ăn như nhà hàng đó, gọi là nhà hàng đó, thì Việt Nam mà không có mở trễ, cái 9 giờ là đóng rồi.
Chả cá ngon. Lại món này đi. Món này ngon. Ăn cái súp nó nóng nóng. Nó làm tủ non á, mềm mềm. Hết này luôn. Tối hôm qua còn 4 sáng mới về nữa nha. Ở lại nấu lơ. Mê phim. Vừa nấu vừa coi phim. Tới gần 4 sáng mới đi luôn. Về ngủ được mấy tiếng. Dậy hồi sáng ngày hôm nay làm đuối quá. Cho xong cái lại ghé ngồi ngủ chắc được 15-20 phút. Mà ngủ sâu là sâu luôn. Bích Chi nó gọi dậy không nghe luôn. Nên mình có trái cây gì ta? Ở bên này nó có cái, bên cạnh nó có cái lao. Bữa thấy mọi người bên đó đó, họ đứng đông quá trời đông, tưởng nó ủa cái này chắc sang tiệm hay sao mà. Tớ thấy có người đứng ở ngoài cúng, xếp cái dĩa trái cây cúng. Cái cô nói ủa tiệm này cũng đang có khách mà sao tự nhiên nó sang ta. Xong cái lát chị kia chị gọi chị nói là chỗ đó mọi người đang quay phim, không biết Việt Nam đang quay phim gì, để tìm hiểu thử đang quay phim gì mà trưa nắng nguyên một đám người mặc đồ vest màu đen, chỗ nhìn người ta mà mình chảy mồ hôi luôn. Mình rút sạch cái này luôn đi, bỏ nó qua bên đi. Hết đi. Nhìn gì đó. Xây rồi. Khoai tây cho nó làm ngọt vậy ta. Mình không thích ăn ngọt. Cây cũng vậy, cây mà làm ngọt quá cũng không ăn nổi.
trưa ngày 8 tháng 6, tháng 7. July. No. Thứ hai tuần tới là lễ July 4 là lễ gì ta? Lễ độc lập hả? July 4 là ngày 4 tháng 7 á, lễ gì ta? Lễ độc lập hay gì đó. Rồi xong ngày qua đó ngày 8 tháng 7 nguyên tiệm đóng cửa đi biển chơi. Nguyên tiệm luôn, nhân viên với bạn bè đi. Mà mọi người kêu mướn nhà ngoài biển chơi á, mà tính mình đi có ngày à. Đóng cửa ngày đi có ngày à, mướn ngoài biển, mướn nhà biển thì phải ở ít nhất là 2 đêm 3 ngày chơi nó mới đã. Bên cạnh tiệm có cái tiệm bánh mì xíu mại, nó làm ăn cũng ok. Ngày nào bị đạo bánh mì á, ngày nào cũng ăn bánh mì. Ăn vô thì ngon nhưng mà ăn xong mập. Thèm đồ ăn Phú Yên. Bữa đứa em nó về Phú Yên nó chơi, mỗi gọi nó là thấy nó nắm bịch chè, thiệt là khiêu gợi. Rồi no, ăn không nổi, ăn hết, ăn chỉ có hết cái súp thôi, rồi còn mấy khác ăn không nổi nữa. Mọi người bên đó hiện giờ bây giờ sao, chắc nắng quá. Mùa này là mùa sốt xuất huyết ở Việt Nam. Mình nhớ là hồi đó lúc mà ở Việt Nam, lúc mà còn Việt Nam á, mùa hè, trời ơi, đừng nói chi người xa lạ, trong gia đình hết người này tới người khác bị bệnh sốt xuất huyết. Nhưng mà đặc biệt là miền Trung, chắc có lẽ là nóng nóng quá, nên tính cũng đúng, miền Trung nó có gió nữa mà, chắc tại giờ có muỗi. Mà đặc biệt năm nay đứa cháu nó mới về đó, nó chơi mấy ngày bị dính sốt xuất huyết. Mà đặc biệt năm nay hình như là ở Việt Nam, Phú Yên, tỉnh Phú Yên là bị sốt xuất huyết cao nhất nước, cho nên mọi người nhớ cẩn thận. Ở đâu cũng vậy, miền Trung, miền Tây, miền Nam, miền Bắc gì á, nhớ cẩn thận, ngủ nhớ treo mùng. Thôi chị sẽ ngưng cái video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người, cô chú anh chị đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Cô chú anh chị nhớ đăng ký, like, chia sẻ và góp ý với phần bình luận. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày bình an và vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn mọi người nhiều, bye bye.